Tin Vatican, một chúng sinh Việt Nam được Đức Thánh Cha phong chức linh mục vào Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 4 vừa qua là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 16 phó tế. 16 thầy phó tế này có xuất xứ khá đa dạng. Năm vị người Ý, các vị khác đến từ Madagascar, Croatia, Colombia, Myanmar, El Salvador và Việt Nam. Vị tân chức đến từ Việt Nam là thầy phó tế Phaolô Đỗ Văn Tân, 37 tuổi, là chúng sinh giáo phận Roma. Tất cả các tân chức đều nhận ra ơn gọi của mình qua con đường tân dự tòng. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có chín hồng y và hơn 200 linh mục, trong đó có hàng chục linh mục Việt Nam với sự tham dự với khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có các anh chị em riêng tu sĩ Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật nhiệm vụ của Linh Mục trong việc cử hành các bí tích. Với bí tích rửa tội, các con kết hiệp với tín hữu mới vào dân Thiên Chúa. Với bí tích sám hối, các con tha tội nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội. Ở đây Cha dừng lại để xin các con, làm ơn đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Các con hãy nghĩ tới tội lỗi của mình, tới các bần cùng của mình mà Chúa Giêsu tha thứ. Các con hãy từ bi. Với dầu thánh, các con làm với nhẹ các bệnh nhân khi cử hành các lễ nghi thánh và khi dâng lên trong các giờ của ngày sống. Lời cầu nguyện chúc tụng và khẩn nài, các con trở thành tiếng nói của dân Thiên Chúa và của toàn nhân loại. Tiếp theo đó là nghi thức truyền chức linh mục. Sau đó, các tân linh mục đã đứng chung quanh bàn thờ đồng tế thánh lệ với đức thánh cha